Đây là anh em chuẩn bị tôi ăn trưa. Và đây là cái bếp của anh em tôi tráng trứng à. Quang cảnh này là đang tráng trứng chuẩn bị trứng rán. Và anh Đạo thì anh đang nấu mì. Em ơi, cho cái bếp của nấu mì của em đâu cả, cho anh xem. Đây, anh đang nấu mì và mì rau. Mì rau, và anh Đạo, đây anh Đạo. Và đây là bếp trưởng của bếp trứng của chúng tôi, anh Kiên. Anh cảm giác nấu rán trứng ở cái khoảng độ cao trên 1700m thì anh thấy thế nào anh? Lửa có vẻ hơi khó cháy đúng không? Ui dồi, bếp mà bếp to lên. Soto anh ạ. Đúng vâng, rồi. Đấy. Cho dầu ngập vào nhá. Vâng, anh Đạo, anh đang chỉ đạo chúng tôi. Đậm cháy mặt anh. Đấy. Cái cảnh này em ở trên bản em dùng thường xuyên mà, có gì đâu. Bọn anh lên núi bọn anh mới thấy hay. Thế à? Bọn em làm cái việc này ở đây nó hơi vất vả, gió hơi to. Nói to. Đẹp quá nhỉ. Có cái bếp của các anh xịn rồi chứ. Rồi. Úi dồi ôi, lửa. Rồi, chảo lên. Từ. Về đây nhỉ. Về thật. Ôi giời ơi.